Anh ta đứng cả đêm ở cổng nhà của ta chứ không về nhà đúng không? Không ai được quyền cướp đi những thứ thuộc về tôi một lần nào nữa hết. Alo. Em muốn nói chuyện với anh. Sáng ngày mai anh về rồi nói. Em muốn anh về ngay bây giờ. Anh phải đi tìm ba. Ngày mai anh sẽ về sớm để gặp em. Vậy đi. Anh Trung. Em ở đâu mà qua nhanh vậy? Em ở gần đây mà. Mà sao rồi anh? Anh nghe được người ta báo là ba ở một trong những khách sạn này nè. Thôi mình vô kiểm tra ở đây trước đi. Rồi hãy vô trong con hẻm đằng kia. Ở trỏng cũng có hai ba khách sạn gì đó. Dạ thôi, em đứng đây được rồi. Anh vô mà thấy ba không sao á, báo cho em biết nha. Em không đi bệnh viện thật sao? Em không sao đâu. Thiệt hết biết em rồi. Ba mà cũng nhìn lầm nữa. Em cũng không hiểu sao em lại nhìn lầm như vậy. Tại vì em thương ba quá thôi. Hy vọng là ba không sao. Nếu như ba mà gặp chuyện gì, chắc cũng sẽ có người tốt giúp ba. Phải chi mà ba nghe được những lời nói này của em. Anh nghĩ là ba của mình không dễ xúc động vậy đâu. Trong lòng ba, em đã không còn giá trị gì, thì làm sao có chuyện chỉ vì một lời nói mà. Em không sao đâu. Mà anh à, anh vẫn chưa nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì đâu. Tại vì anh chọc giận ba thôi. Có phải lại liên quan tới cô ta không? Không có đâu. Đừng suy diễn lung tung. Em suy diễn lung tung hay là anh không muốn nói? Cái thằng này đã nói là không nói nữa mà. Thôi để anh đưa em về nghỉ. Đi.
Ủa, gì? Con đã có tình gì của ba con chưa? Dạ, vẫn chưa. Con có nhận được tin báo, nhưng cuối cùng tin báo đó là nhầm lẫn. Vậy đừng có lo lắng quá, ba con sẽ không sao đâu. Nhất định con sẽ đưa ba trở về nhà mà. Tại sao gia đình mình lại ra nông nỗi này hả con? Dì đã sai rồi phải không? Dì đã làm cái gì sai hả con? Dì à, xin dì đừng có tự trách mình. Dì có lỗi gì chứ? Dì... Ba à, ba à, cho dù má có tự trách mình thì dự cũng không về đâu. Thôi má mệt rồi đó, con đưa má vô nghỉ nha. Đi má. Con cũng đi nghỉ sớm đi nha con. Dạ. Má định làm gì vậy má? Con đã làm gì dưỡng con vậy? Là tự ông ta bỏ đi, không phải con. Con đừng có gạt má, con dừng tay lại đi. Nếu không con sẽ không có đường quay lại đâu. Má yên tâm đi, ngày mai ông ta sẽ xuất hiện một cách an toàn và mạnh khỏe. Má chờ đó. Con nói thật chứ? Thì ngày mai má thấy má sẽ biết thôi. Nhưng con hy vọng từ đây cho tới lúc đó đó, má đừng có nói điều gì, hoặc đừng có làm gì giống như vừa rồi nha. Chứ nếu không á, người phải biến mất á là con nè. Má biết rồi. Anh ơi, anh dậy đi anh. Hôm nay em sẽ xin nghỉ để đi kiếm bác với anh. Anh. Trời, anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy hả? Hả? Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh Trọng, anh làm sao vậy? Anh Trọng, cô tôi dơi. Anh Trọng, anh ơi. Anh Trọng sao rồi em? Dạ, em không biết nữa. Anh không có trả lời em. Em không biết anh bị gì. Anh ơi, anh sẽ không sao đúng không anh? Em bình tĩnh đi, Trọng không sao đâu. Bình tĩnh nha. Hôm qua anh thấy nói bình thường mà, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện chứ? Dạ, em không biết nữa. Tối qua anh đi kiếm bác trai về rất trễ. Lúc em qua tới nhà thì anh như vậy rồi. Em cũng không biết anh bị cái gì nữa. Em cũng không muốn anh bị cái gì đâu anh ơi. Anh ơi, chắc chắn là anh không có sao đúng không anh? Có khi nào hôm qua trong lúc nó về nhà có việc gì sao? Dạ. Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Minh Trọng? Dạ là chúng tôi. Bệnh nhân bị chấn thương dẫn đến xuất huyết nội, bây giờ còn phải phẫu thuật gấp. Người nhà hãy đi làm thủ tục đi. Dạ, anh đi làm thủ tục nha. Em ở đây đi. Bác sĩ ơi, anh ấy sẽ không sao đúng không bác sĩ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không? Tình trạng của bệnh nhân khá nặng, chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô yên tâm đi. Vào đi. Em muốn bàn với anh về dự án xe hơi mang thương hiệu Việt. Con cậu,
Phú là người liên quan trực tiếp tới chuyện mà chúng ta sắp bàn. Thôi được rồi, ngồi đi. Phú có một miếng đất rất tốt cho việc xây dựng nhà máy lắp ráp. Sao trong bản kế hoạch em nói nhà máy xây ở khu công nghiệp mà? Dĩ nhiên trong bản kế hoạch là như vậy, nhưng miếng đất này có vị trí và giá cả rất tốt, rất đáng để chúng ta quan tâm. Đây là hồ sơ về miếng đất đó. Cậu để đó đi, để tôi nghiên cứu rồi có gì anh sẽ trả lời em sau. Sao anh không để cho Phú trình bày về miếng đất này cho anh nghe? Không cần đâu. Anh sẽ có người kiểm tra hồ sơ và thẩm định miếng đất đó, rồi có gì chúng ta sẽ bàn bạc sao? Không cần đâu. Em đã cho người đi thẩm định và tính pháp lý của miếng đất này. Tất cả đánh giá đã nằm trong hồ sơ này của em. Người của cậu có đáng tin tưởng không? Dạ, tuyệt đối tin tưởng ạ. Trên đời này, không có gì là tuyệt đối để tin tưởng vào người khác. Bởi vì con người vẫn có thể thay đổi một cách khó lường. Dạ, anh nói đúng ạ. Chúng ta thận trọng một chút xíu vẫn tốt hơn ạ. Thận trọng là tốt, nhưng phải biết thận trọng một cách khôn ngoan, chứ để tính già quá non rồi vụt mất cơ hội. Với mức giá tốt như miếng đất này thì chắc chắn trong nay mai nó sẽ mất. Thôi được rồi, để anh xem kỹ lại rồi có gì báo em sau. Em vẫn không hiểu lý do tại sao mình không bàn cho xong cái chuyện này trong ngày hôm nay. Em... Nếu như hôm nay không bàn xong chuyện này thì sẽ không bàn thêm bất cứ một chuyện nào nữa. Thôi được, chúng ta sẽ... Anh ra ngoài nghe điện thoại, một lát quay lại. Ai gọi mà anh ta gấp gáp như vậy? Không lẽ là cô ta? Em phải cứng rắn lên, Trọng rất cần tới em. Chị tin là Trọng nó vẫn nghe được em nói. Em hãy làm chỗ dựa tinh thần cho Trọng, để Trọng có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Dạ, em biết mình phải làm sao rồi. Em nhất định sẽ không để cho mình yếu đuối đâu chị. Em cứ yên tâm đi, lúc nào anh Duy, chị Hương cũng sẽ bên cạnh em thôi. Thật lòng em cảm ơn anh và chị hai rất nhiều. Thật tình cũng nhờ anh chị mà anh Trọng được điều trị tốt nhất như vậy. Cảm ơn cái gì, chị là chị hai mà. Cho nên á, lo cho Trọng và em là trách nhiệm của chị mà. Dạ. Thôi bây giờ để anh Khải đưa em về nghỉ ngơi một chút nha, để chị ở lại canh chừng Trọng cho. Hay là hai đứa em về đi, để anh canh chừng cho. Anh Khải, anh đưa Liên về nghỉ ngơi đi. Đừng tưởng là em không biết á, cả đêm qua anh thức để làm việc đó nha. Dạ. Thôi thôi, không có dạ thưa gì hết á. Em á là người trực tiếp chăm sóc cho Trọng, cho nên là em phải biết giữ gìn sức khỏe. Còn anh á, ngày mai có một cuộc họp rất là quan trọng với các cổ đông về vấn đề sáp nhập. Không lẽ anh muốn em phải chống đỡ một mình hay sao? Được rồi, anh nghe lời em. Bây giờ anh sẽ đưa Liên về rồi nghỉ luôn. Nhưng 4 tiếng nữa anh sẽ quay lại đón em đó nha. Dạ, em cũng vậy nha chị. Thôi thôi, chị thua hai người luôn đó. Quyết định vậy đi. Chị ơi, nếu mà anh Trọng tỉnh dậy, chị nhớ báo cho em, để em tới liền nha chị. Chị biết rồi mà. Vậy thôi mình về đi. Dạ. Anh về nha. Em về nha chị hai. Thằng Trọng sao rồi em? Vừa phẫu thuật xong, bác sĩ nói là Trọng phải tỉnh lại thì mới thoát qua khỏi nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc là nó bị chuyện gì vậy? Nó bị chấn thương rất nặng, dẫn đến xuất huyết nội tạng. Chấn thương nặng? Không lẽ là... Đập cho nó! Quay tôi! Quay tôi! Mày đẹp! Trọng ơi! Trọng!
Đưa đi bệnh viện coi có bị gì không. Trọng, hình như anh đã biết là xảy ra chuyện gì đúng không? Trong lúc đi tìm, thằng Trọng nó nhìn là một người đàn ông đang bị đuổi đánh là ba, cho nên thằng Trọng nó xông vào cứu ông ấy và bị đánh. Hy vọng là sau khi ba biết được chuyện này, ba sẽ có một cách nhìn khác về con ruột và con nuôi. Ừ, cũng mong là vậy. Nhưng trước mắt bây giờ, hy vọng là thằng Trọng nó sẽ qua khỏi. Trọng sẽ không sao đâu, em tin là như vậy mà. Cảm ơn em đã lo cho thằng Trọng. Trọng nó vẫn gọi em một tiếng là chị hai, cho nên khi nó có chuyện thì người làm chị như em đâu thể nào bỏ nó được. Sức khỏe của em dạo này đã sao rồi? Em ổn, cảm ơn anh. À, còn em bé? Dạ, là con gái. Chắc là con sẽ giống em lắm. Chuyện đối với Hồng thì sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Em không làm gì sai hết, cho nên lúc nào em cũng cảm thấy rất yên tâm mà. Người giúp việc nói là mấy bữa nay tối nào anh cũng đậu xe trước cửa nhà em. Làm gì có, chắc là trễ nhìn lầm thôi. Nhưng mà chính em... Thôi để anh vô trong gặp bác sĩ, hỏi coi tình trạng sức khỏe của thằng Trọng như thế nào. Vậy nha. Mời vào. Có chuyện gì để bước khác nói đi. Người của ta báo về anh Trung đang ở bên cạnh chị ta. Tại sao lại phải? Thôi đủ rồi. Chuyện của tôi để tự tôi giải quyết, đừng có xen vào. Anh muốn xen vào thì sao? Anh cứ thử đi. Anh sẽ thử. Anh sẽ phải thử. Sinh nhật của em mà. Có gì buồn không? Game luôn. Anh bữa nay em cầm điện thoại bấm rồi. Thằng em chỗ. Vui mà. Ê, đi cái kiểu gì kỳ vậy bà chị? Nói gì? Mày điên hả? Đúng người ta mà còn dám hỏi nữa hả? Nè, mày không xin lỗi là mày không đi được đâu đó nha. Xin lỗi hả? Không. Rồi sao? Không kìa. Nè, tự ba gây chuyện ra trước đó nha. Bây giờ muốn gây gì hả? Giờ muốn sao? Ủa, có chuyện gì vậy? Xin lỗi gì mà xin lỗi. Mày đừng có lo chuyện bao đồng nha. À dạ không. À dạ, đây là bạn gái tôi ạ. Xin lỗi mọi người ạ. Không có xin lỗi gì hết á. Anh nghe bạn gái của anh nói chưa? À, tại vì cô sai quá rồi. Dạ, mọi người đừng có chấp mấy người sai. Dạ, đại diện cô ấy xin lỗi mọi người nha. Thôi, bỏ đi. Mình chấp với người sai chưa cho mang tiếng. Chà, gặp toàn cái thứ gì đâu không. Đi em. Không có xin lỗi. Không có xin lỗi cái gì hết đó. Rồi rồi rồi. Mình không có sai. Biết không? Không có xin lỗi gì. Thôi được rồi, không xin lỗi thì không xin lỗi. Đi về, đi. Mai mốt không có xin lỗi.
Em có sao không? Cặn bã, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh đâu. Nhân viên nữ của khách sạn giúp em thay áo. Từ đêm qua tới giờ, anh không thay đổi vị trí ngồi của mình. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh là người đàn ông trân trọng em nhất. Cho dù anh có làm gì thì tôi và anh vẫn không thể đâu. Tại sao? Anh không giàu như thằng Trung và thằng công tử đó à? Anh, không ai trong tụi nó biết trân trọng em đâu. Thằng Trung luôn chỉ biết làm mọi chuyện vì ba nó. Ngay cả đó là những chuyện làm tổn hại tới em. Còn thằng công tử đó chỉ coi em như một thú vui của nó. Đêm hôm đó chỉ là một sự đổi chác. Đó không phải là tình yêu. Anh theo dõi tôi à? Anh chỉ tình cờ thấy những chuyện không nên thấy thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em. Anh sẽ không để ý những chuyện đó đâu. Lời hứa tình yêu à? Tôi đã không còn tin vào nó lâu lắm rồi. Anh sẽ làm cho em thêm một lần nữa phải tin vào nó. Anh bỏ cuộc đi. Đối với cả công tử đó, tôi chỉ coi là một cuộc đổi chác. Nhưng với anh Trung, sẽ không ai có thể thay thế được anh. Cho dù trong lòng tôi hiện giờ, tôi không phân biệt được là tôi đang yêu hay đang hận anh. Bỏ cuộc hay không là chuyện của anh. Những gì anh muốn có nhất định phải có cho bằng được. Không mấy anh đi gặp bác sĩ hỏi tình trạng sức khỏe của Trọng ha. Dạ. Trọng sao rồi anh? Nó vẫn chưa tỉnh em à? Em nghĩ có một người nếu chịu đến thăm Trọng thì không chừng sẽ có hy vọng đó. Anh chỉ sợ người đó biết chuyện cũng không đến thăm đâu. Vậy là chưa có tin tức gì hả anh? Ừ. Anh đừng có lo lắng quá, ba sẽ không sao đâu. Từ trước tới giờ ba làm chuyện gì thì đều có lý do hết. Anh sợ kỳ mất tích này của ba để chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới. Em nghe nói gần đây á, anh đang chuẩn bị triển khai sản xuất xe hơi thương hiệu Việt. Có phải vì chuyện đó mà ba bỏ đi không? Tại sao? Anh biết rõ là nếu làm như vậy á thì ba sẽ bỏ đi mà anh vẫn cứ làm. Nhất là trong lúc á, sức khỏe của ba đang yếu như vậy. Dự án đó vì cô ta phải không? Đây là quyết định của anh, không liên quan tới ai hết. Em xin lỗi, em đã quá nhiều chuyện rồi.
Em vô thăm Trọng đây. Anh nghe, các cổ đông muốn họp góp trong 2 tiếng nữa. Anh Trung, sao vậy em? Trọng có chuyện rồi. Anh vì cô ta mà bỏ mặc tôi, là vì anh và cô ta ép tôi phải làm chuyện độc ác. Nhưng vẫn như tôi đã nói lần trước, cậu ấy trầm tĩnh lại ngày nào thì sẽ tăng thêm nguy hiểm thêm ngày đó. Không còn cách nào khác sao bác sĩ? Mọi chuyện bây giờ thì chỉ trông chờ vào ý chí của bệnh nhân. Tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa bác sĩ? Tạm thời bệnh nhân vẫn phải nằm theo dõi đặc biệt. Dạ. Nên người nhà không được vào thăm lúc này. Khi nào tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, chúng tôi sẽ thông báo người nhà vào thăm. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trọng sẽ không sao đâu. Các chú lại muốn phản đối chuyện gì đây? Trung đâu? Anh Trung bận công chuyện đột xuất. Anh ủy quyền cho tôi họp với các chú. Ổn láo thiệt. Chính nó mời chúng tôi tới đây mà bây giờ nó không có mặt là sao? Là các chú đòi họp mới đúng chứ. Đừng giở trò nữa. Có gì nói mau đi. Là tôi thông báo cuộc họp này. Anh Trường à, anh về thật là đúng lúc đó. Thằng con trai của anh á, nó sắp phá nát công ty này rồi. Minh Trung nó còn trẻ, nó còn có chút háo thắng, cho nên nó phạm sai lầm. Nhưng tôi sẽ thay con trai mình sửa chữa sai lầm của nó. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức quay lại quản lý Trường Thịnh. Vậy còn dự án xe hơi? Sẽ được hủy bỏ. Vậy là năm nay tôi hơi không có hao tài. Xin lỗi, dự án xe hơi thương hiệu Việt không thể nào dừng lại được. Ủa, là sao? Con nên im lặng thì tốt hơn. Dạ thưa ba, anh Trung đã tiến hành mua đất để xây dựng nhà máy lắp ráp, đồng thời cũng đã ký kết hợp đồng để mua dây chuyền sản xuất và công nghệ. Chính vì vậy, dự án này không thể ngừng lại được. Cái thằng trời đánh mà. Anh, bình tĩnh anh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tiền của chúng ta sắp bị cái thằng điên nó làm lỗ sạch hết trơn rồi. Thôi đủ rồi. Bây giờ tôi là người điều hành Trường Thịnh. Tôi cam kết sẽ không để lỗ một đồng vốn nào của các cổ đông. Cuộc họp kết thúc ở đây. Cha con anh giỏi lắm. Nhưng cổ đông chúng tôi sẽ không ngồi yên để nhìn tiền của mình bị mất đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Anh cứ cố công giữ như vậy được bao lâu chứ? Lời đề nghị đầu tư lần trước vẫn còn nguyên giá trị. Anh cần cứ alo cho tôi. Hồng. Dạ. Má còn nói gần đây sức khỏe của Dạ thưa chú, để con kêu xe đưa chú về. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Con ngồi đi. Dạ. Tôi cảm ơn cô về mấy ngày qua. Con chỉ muốn chứng minh một chuyện thôi. Chuyện gì? Đối xử tốt với một người không hẳn là muốn lợi dụng gì từ người đó. Cô quay lại làm việc với tôi bắt đầu từ ngày hôm nay có được không? Nhưng con sẽ tiếp tục làm những chuyện vô bổ, là quan tâm người khác. Con chỉ sợ làm chú khó chịu thôi. Vậy là tôi bỏ mặc cô muốn quan tâm tới ai tùy cô.
thì hợp đồng lao động này coi như thỏa thuận xong phải không? Dạ thưa. Tôi cần một người có thể tin tưởng bên cạnh mình lúc này. Dạ thưa, không phải là con không muốn giúp chú, nhưng nếu con làm việc ở đây thì công việc ở hội từ thiện... Tôi sẽ tài trợ cho hội trong vòng 3 năm. Cô cứ yên tâm mà làm việc cho tôi. Chú sẽ tài trợ cho hội từ thiện thiệt sao chú? Vậy cô có quay về làm việc không? Dạ, con sẽ về làm việc ngay ạ. Ba, lập tức đi đi. Tao không có đứa con ngu ngốc như mày. Ba, ba muốn đánh muốn chửi con sao cũng được hết. Nhưng con xin ba, hãy tới gặp thằng Trọng một lần đi. Nó đang hôn mê bất tỉnh đó ba à. Nó có chết cũng không liên quan gì tới tao. Ba, con xin ba, hãy tới gặp thằng Trọng một lần đi. Bác sĩ nói là bây giờ, bây giờ nếu như nó không tỉnh lại thì nó sẽ không qua khỏi đó. Tao nhắc lại, nó có chết cũng không ảnh hưởng gì tới tao. Ba, anh Trung, tìm tôi có chuyện gì? Dạ, vừa có cuộc họp giữa các cổ đông với chú diễn ra lúc nãy. Dự án xe thương hiệu Việt bác bỏ rồi sao? Và kể từ bây giờ chú sẽ nắm lại toàn bộ quyền. Anh Trung, anh Trung. Mời vào. Thật tiếc khi anh không kịp về để coi màn trình diễn của ba. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba tiếp tục dự án. Em hãy... Thôi bỏ đi, anh không đấu lại ba đâu. Vậy còn chuyện của Hương? Anh có thể mời em đi ăn trưa không? Không à. Em đợi anh ở sảnh. Nè, em ăn nhiều vô nha. Dạ. Mình đi chỗ khác đi em. Em không nghĩ như vậy đâu. Không à, thật ra chuyện dự án trục trặc là ngoài ý muốn. Em đừng có... Em có muốn... Thôi, không cần đâu anh. Mình đi chỗ khác có được không em? Sao vậy? Anh ghen hả? Không phải, mà anh... Anh gọi món đi, em vô rửa tay. Bác sĩ hẹn em ngày mai tới khám mấy giờ vậy? Dạ, 10 giờ. Vậy à? 10 giờ thì anh có hẹn với khách rồi. Thôi, anh không cần lo cho em đâu, em tự đi được mà. Không mấy anh gặp khách xong rồi, anh sẽ đón em nha. Dạ, vậy cũng được. Em xin phép. Anh dọn đi. Dạ em xin lỗi chị. Anh phải cẩn thận chứ. Dạ em xin lỗi. Thôi không sao đâu. Em đi rửa chút là được mà. Em đi cẩn thận nha. Dạ. Chị và tình nhân của chị cũng vui vẻ quá ha. Sau này con của chị sinh ra đời, chị nhớ xét nghiệm ADN. Nếu là con của anh Trung, lần sau á muốn nói gì phải nhớ tới cái tát này và suy nghĩ thiệt kỹ trước khi nói.
Anh nói sao? Chúng tôi buộc phải có biện pháp tạm giữ cô Mai Hương và xem xét việc tạm giam đối với cô ấy. Các anh không thể nào làm như vậy được. Bộ luật tố tụng hình sự quy định rằng không thể nào áp dụng biện pháp đó đối với phụ nữ mang thai. Đúng là luật có quy định như vậy. Đó chính là tính nhân đạo của pháp luật, nhưng chỉ áp dụng cho những trường hợp phạm tội không nghiêm trọng. Còn trong quá trình tại ngoại điều tra mà đương sự vẫn tiếp tục phạm tội, thì dù có mang thai hay là đang nuôi con nhỏ đi chăng nữa, vẫn cứ phải chấp hành lệnh tạm giam. Anh hiểu chứ? Các anh chỉ nghe lời khai từ một phía cô ta, các anh không thể nào dựa vào đó để bắt người được. Tất nhiên là chúng tôi không nghe từ một phía, nhưng chúng tôi có nhân chứng chứng kiến cô Mai Hương đã ra tay đánh cô Thu Hồng. Tôi dám khẳng định với anh rằng nhân chứng đó chắc chắn đã bị mua chuộc. Anh Khải, tôi biết là anh đang rất lo cho cô Mai Hương, nhưng những lời nói từ một phía không thể là chứng cứ chứng minh cho cô ta vô tội đâu. Tôi muốn gặp thủ trưởng của các anh. Hiện tại bây giờ Mai Hương đang mang thai, lại bị bệnh tim như vậy, thật sự không thể nào cô ấy chịu được điều kiện khắc nghiệt trong trại giam như vậy. Tất nhiên chúng tôi làm việc không chỉ biết nói lý mà quyền tịch. Nếu anh thật sự muốn giúp cô Mai Hương, anh hãy thương lượng với cô Thu Hồng. Vì chính lá đơn của cô Thu Hồng đề nghị cơ quan công an phải có biện pháp ngăn chặn những hành vi hành hung cô Thu Hồng của cô Mai Hương, cho nên chúng tôi buộc lòng phải có biện pháp tạm giữ cô Mai Hương. Tôi cảm ơn anh đã có sự đồng cảm chung với tôi. Tôi chỉ nhờ anh hãy chú ý tới sức khỏe của ấy giùm tôi. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý chuyện này. Rất cảm ơn sự hợp tác của anh. Chào anh. Chào anh. Vết thương của cô không nghiêm trọng lắm, thật ra thì không cần phải nằm bệnh viện đâu. Tôi cũng ghét nằm bệnh viện lắm, nhưng không hiểu sao cái đầu cứ đau hoài, mắt thì thỉnh thoảng lại hoa lên, rồi lâu lâu lại có những âm thanh rất là kỳ lạ trong lỗ tai. Vậy à? Thôi thì cô ở đây một đêm đi. Nếu ngày mai những triệu chứng này vẫn còn, tôi sẽ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hơn. Dạ. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Em còn muốn gì nữa đây? Anh nói chuyện với người vợ vừa mới bị hành hung của mình bằng giọng điệu đó à? Hương nó bị tạm giam, đúng theo ý của em rồi chứ? Em đã hứa với anh là không bao giờ gây chuyện với Hương nữa mà. Anh thà mỗi đêm đậu xe trước cửa nhà của ta mà anh không về nhà với tôi. Nếu như muốn trách thì hãy trách anh một lần nữa chọn cô ta mà bỏ rơi tôi kìa. Em dám cho người theo dõi anh à? Bất cứ một người vợ nào muốn giữ chồng họ đều làm như vậy cả. Được, thôi được. Tất cả mọi chuyện là do lỗi của anh. Anh hứa với em, từ đây về sau anh không bao giờ tới nhà Hương nữa. Em buông tha cho cô ấy đi. Nghe miễn cưỡng quá. Hồng à, anh xin em đó, hãy buông tha cho Hương đi. Bây giờ em muốn anh làm gì, anh sẽ làm theo. Anh biết không, anh càng quỳ lụy, gian xin tôi, anh sẵn sàng đánh đổi vì cô ta, thì tôi càng không muốn buông tha cho cô ta. Em... Tất cả những gì mà tôi đã chịu đựng, cô ta phải chịu đựng gấp 10 lần tôi kìa. Thật ra Hương đâu phải là mục tiêu chính của em. Nếu như em chỉ buông tha cho Hương, anh sẽ giúp cho em đạt được mục đích chính của mình nhanh hơn. Khải à, Hương sao rồi? Chuyện đó tùy thuộc vào cô vợ yêu quý của anh đó. Nè, anh không cần đi gặp Hồng. Tôi không dám làm gì cô vợ yêu quý của anh đâu. Không phải, tôi chịu thua cô ta rồi.
Bây giờ tôi chỉ dám cầu xin cô ta hãy buông tha Hương ra. Tôi trả bằng mọi giá cũng được. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Nếu anh biết cách giải quyết thì Hương sẽ không khổ sở như vậy đâu. Nè anh Khải à, anh hãy nghe lời tôi đi. Hương không thể ở trong đó lâu được. Tôi phải đưa Hương ra bằng mọi cách, càng sớm càng tốt. Anh đừng có cản tôi. Tôi không có cản anh, nhưng nếu thực sự anh muốn đưa Hương ra khỏi đó sớm và không có chuyện gì xảy ra thì hãy tin tôi lần này đi. Tôi nhất định sẽ không để cho Hương xảy ra chuyện rồi gì sức đâu. Khỏe của Hương thì sao? Tôi biết, tôi biết sức khỏe của Hương như thế nào mà. Hãy tin tôi lần này đi. Chỉ ngày mai thôi thì Hương nhất định sẽ được thả ra. Được, tôi sẽ đợi tin anh. Mười bốn, mười lăm, hai chục, hai mươi lăm, ba mươi lăm, bốn mươi lăm. Thiệt tình, còn có nhiêu đây sao mà đủ đi chợ. Con nhỏ mà không được ăn uống đầy đủ thì lấy sức đâu mà chăm sóc cho thằng nhỏ đây. Để gọi cho thằng Tùng Viên Trí coi tụi nó có cứu bộ mình được hay không. Tụi nó lương bổng không được bao nhiêu, đừng có bắt tội tụi nó. Ở phường thông báo có dịch sốt xuất huyết, mọi người chịu khó giữ gìn vệ sinh chung. Trời ơi, có ai là chủ phòng trọ mà cực như tôi không? Tối ngày phải quét dọn cái khách trọ là sao? Coi đó, lá cây nó rất đầy đường hết trơn hết trời. Ôi, gì vậy? Hết rồi với à? Tôi nói thiệt cho ông, cái bản mặt của ông tôi ghét quá đi ông ơi. Cái chuyến đi du lịch vừa rồi, ông làm tôi mất mặt chưa đã hay sao? Bây giờ ông định hù cho tôi chết phải không? Nè, nói lại đi nghe. À, bà tự giật mình, chứ không ai hù bà nghe. Nè, cái lợi người như ông sao mà? Tôi nhìn từ dưới cái bóng chân tôi đã ghét lên cái bản mặt rồi. Ủa? Ghét? Ghét mà đi đâu cũng bắt dẫn ta đi theo xà nẹo ra. Ê, kỳ này là ông phải nói lại nghe chưa? Tôi không có dư hơi đâu mà tôi giác cái cục nợ như ông đi theo ha. Tại vì tôi thương con Liên, tôi sợ ông bám nó suốt cuộc đời rồi nó khổ. Cho nên tôi tính chuyện làm mai làm mối nè, là tôi dắt ông á đi khắp nơi cho mấy chị em của tôi á vợ mặt ông. Chứ tôi không có ham hối đi chung cái thứ ông, cái mặt ghét như ông đâu. Hả? Làm mai? Ờ. Bây giờ yên tâm đi, đừng có hòng tôi hao hơi tổn sức với ông nữa ha. Tôi sẽ cho ông ế chỏng, ế chờ, ế già, ế tới chết. Rồi thấy ghét. Ủa, vậy là không phải bà để ý tôi hả? Xí, trời ơi, ông mơ hả? Nghĩ sao mà tôi mơ tới ông? Trời ơi. Thì à, mà thấy gì à, là... Dạ, con chào chú, con chào dì. Ờ. Ủa, thằng Trọng nó tỉnh lại chưa con? Dạ chưa. Con à, yên tâm đi con, ở hiền thì gặp lành, thế nào trời Phật cũng phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi hả? Đừng có nản lòng nghe không? Dạ, con xin phép con vô trong trước. Ừ. Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ quá trời quá đất. Đứng lại. Cái gì? Đứng lại đây. Bà có khùng không? Bà làm gì bà la lớn dữ vậy? Khùng gì? Con người ông là ông chú vô tâm, thấy cháu mình buồn không? Vô an ủi nó. Bà đây, bây giờ tôi phải đi công chuyện, đi về rồi tôi phải ăn thuốc đủ với bà. Đứng lại. Cái gì nữa? Công chuyện gì quan trọng hơn cháu của mình? Mặt mớ gì tôi phải nói cho bà biết? Ờ, nếu mà ông không nói thì tôi sẽ không cho ông đi. Tôi sẽ la lớn cho con Liên nó ra đây, nó xử người chú vô tâm với ông. Bà! Ôi trời ơi, tôi lại bà im được tôi cái đi.
Muốn tôi im thì ở nhà lo cho cháu mình đi. Trời đất ơi là trời, chính vì tôi lo cho nó cho nên tôi phải đi. Tôi đi mượn tiền cho nó. Mượn tiền? Ừ. Tối ngày con nhỏ vì chăm sóc cho thằng Trọng phải thức ngày thức đêm, không biết như vậy đến bao lâu nữa. Không tẩm bổ cho nó thì lấy sức đâu mà chịu cho nổi. Vì vậy tôi phải đi mượn thêm chút đỉnh tiền để về lo cho nó. Mượn tiền thì nói sớm cho ta biết. Ủa, sớm hay muộn đâu có liên quan gì tới bà. Nói sớm thì tôi cho mượn. Mắc mới gì mượn người ngoài. Nợ cũ chưa trả xong. Vậy là không mượn phải không? Nha. Thôi, nợ nần chồng chất kỳ lắm. Ờ, kỳ thì thôi khỏi mượn phẻ. Ê, mượn chỗ lạ chỉ bằng mượn chỗ quen. Thôi nghe, nghe mượn tiền cái ngọt ngào với người ta. Vậy phải không? Theo tôi vô nhà tôi lấy tiền tôi đưa cho. À, khoan. Gì? Tôi theo bà đi vô lấy tiền nha. Ừ. Nhưng mà bà đừng có thấy tôi đẹp mà bà muốn làm gì tôi bà làm á. Dạ, không biết ai làm gì ai à. Quý, vô. Ai ai. Em đã trở lại làm việc bên cạnh lão ta. Nhà thành công, chiếm được lòng tin tuyệt đối từ lão. Em đừng chủ quan. Con cáo già đó là một kẻ rất đa nghi. Anh cứ yên tâm, em sẽ hết sức cẩn thận. Chỉ cần lấy được cuốn sổ đó thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Em cảm thấy Hoàng Phú là kẻ không đáng tin. Tại sao em nói vậy? Tham vọng của anh ta quá lớn. Không khéo chúng ta lại tự đẩy mình vào thế cò ngao tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Anh sẽ dặn Hồng cẩn thận. Anh cũng nhớ cẩn thận đó. Anh biết rồi. Cảm ơn em đã vì anh mạo hiểm. Hồng nó sao rồi con? Dạ, Hồng cũng đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói vài ngày nữa Hồng sẽ được xuất viện. Bé Đan nó khóc suốt đòi ba mẹ. Vì phải dụ nó sang đây ngủ đợi con về, nó mới chịu đó. Dạ, con cảm ơn dì. Con ăn cái gì chưa? Dạ, con ăn rồi. Ừ. Thôi, vậy con đi nghỉ sớm đi. Ba xin lỗi con. Con nói với mọi người, ngày mai họp sớm. Dạ. Hôm nay Dương cũng đã mệt lắm rồi ạ. Dương không sao. Với những chuyện này á thì phải giải quyết càng sớm càng tốt. Dạ. Thôi, con cũng mệt rồi đó, đi nghỉ sớm đi. Dạ. Dạ thưa ba mới về. Ba, con có thể nói chuyện với ba một chút được không? Tao không có chuyện gì để nói với mày. Ba,
Thằng Trọng, nói gì đi kiếm ba nên mới bị thương nặng như vậy. Vì nó nghĩ người đàn ông đó chính là ba nên nó mới nhảy vô liều mạng. Đó là lựa chọn của nó. Ba à, ba. Anh đừng chọc giận Dượng nữa. Cậu nên im miệng lại thì sẽ tốt hơn đó. Em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi. Anh không thích thì thôi. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Đừng tưởng là tôi không làm gì được cậu. Anh quyết định sao? Anh đã ký. Còn em? Dĩ nhiên khi mọi thủ tục hoàn tất thì tôi sẽ thực hiện đúng như lời hứa của mình. Anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc trong ngày hôm nay. Cô ta trong đó vài ngày không chết đâu. Hoặc là anh làm theo ý tôi, hoặc là không bàn bạc gì nữa hết. Anh muốn là sự việc phải kết thúc trong ngày hôm nay. Những gì anh hứa anh sẽ không bao giờ nuốt lời được. Vậy thì không còn gì để phải bàn hết. Tại sao em phải đến mức như vậy chứ hả? Tôi là vậy đó. Nếu như anh vẫn muốn bàn bạc với tôi thì phải thuận theo điều kiện của tôi. Tôi nhắc cho anh nhớ, anh càng dây dưa thì người chịu khổ là cô ta. Cuộc sống ở trong đó không dễ chịu đâu. Ngày mai anh chỉ đồng ý kéo dài đến ngày mai. Đây là ngưỡng chịu đựng cuối cùng của anh. Sao em để những chuyện ghen tuông nhỏ nhặt làm hư chuyện lớn vậy? Anh lại muốn nói cái gì nữa đây? Giữa chuyện của chị Hương và bản hợp đồng đó, cái nào quan trọng hơn trong lúc này? Em muốn đấu với chị ta thì còn rất nhiều cơ hội. Nhưng cuộc bản hợp đồng của anh Trung thì chỉ có một. Hồng nè, tôi biết tôi phải làm sao. Ủa, thằng Trọng đâu rồi? Trời đất ơi, không lẽ ai con? Trời ơi, con ơi, con ơi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Bình tĩnh lại đi con nghe, bình tĩnh lại đi nghe. Chú à, anh Trọng sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Anh Trọng sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Anh không thể nào bỏ con đi như vậy được chú à. Con phải đi tìm anh chú không, à. Con ơi, con bình tĩnh lại đi mà. Thằng Trọng nó đi rồi, nó sẽ không quay về đâu. Không đâu, không đâu. Nhất định anh Trọng không bỏ con đâu. Con sẽ đi kiếm anh Trọng về. Con đi. Con bình tĩnh lại đi bà, có được không? Hả? Chú buông con ra đi. Con phải đi tìm anh Trọng. Nhất định anh Trọng không bỏ con. Anh Trọng không đối xử với con như vậy đâu. Con phải đi tìm anh Trọng, chú hiểu không? Con à,
Liên, ngày mai Hồng sẽ rút đơn khiếu nại. Tại sao phải là ngày mai mà không phải là hôm nay? Cô ấy không dở trò gì chứ? Anh yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chắc chắn là ngày mai Hương sẽ được trở ra. Tôi tin anh, nhưng tôi không thể tin con người đó. Anh có biết là Hương không thể nào ở trong đó lâu hơn được nữa. Sức khỏe của ấy không chịu nổi nữa đâu. Tôi đảm bảo Hồng sẽ giữ lời hứa của mình. Lời hứa của cô ấy có đảm bảo rằng sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra nữa không? Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để Hồng tránh xa Hương ra. Vậy điều kiện của cô ta là gì? Chuyện đó không quan trọng. Nếu lòng thù hận của cô ta không được thỏa mãn, cô ta sẽ không dừng lại đâu. Và càng lúc sẽ càng có nhiều người bị hại hơn nữa. Trọng, Bác Quý, tôi, Hương, và người kế tiếp đó là anh và chú. Tôi có việc phải đi trước. Tôi sẽ gọi anh sau. Nếu có việc gì cần thì hãy gọi cho tôi. Anh nghe đây Liên. Hả? Thật không? Được rồi, anh vô bệnh viện với hai đứa Liên. Sao mà thời tiết oi bức dữ vậy trời? Sao mà nóng ghê? Ông kêu tôi hả? Nè, có chuyện gì vậy? Nhìn cái mặt ông già quá đi, có chuyện gì? Ê, tôi không phải là cái phường dễ dãi nha. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, cái gì? Thôi mà. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Gì vậy? Bảy ghe rờ đuôi vô gì? Trả bớt một phần tiền nè. Quý trời đất ơi, trả tiền mà làm hết hồn hết vía hả? Trả tôi tiền thích... thì đưa đãi đi, làm gì mà mờ mờ ám ám làm ta nghĩ tùm lum la. Quý, quý bà với quỷ đưa ngoài đó, người ta đi qua đi lại người ta ngó nghĩ lung tung, thấy người ta nói tôi lấy tiền của phụ nữ rồi người ta cười tôi sao? Phải giữ chút sĩ diện. Giữ sĩ diện phải không? Rồi bây giờ trả tiền là hết chuyện rồi phải không? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Còn một chuyện đây nữa. Chuyện gì nữa? Ăn cơm. Ăn cơm gì? Con cảm ơn. Mời ăn cơm mà làm hết hồn hết vía à? Hồi bữa giờ ở đây ăn cơm nhờ nhiều rồi, bây giờ muốn mời một bữa để cảm ơn. Cho quý này nè, mời tôi ăn cơm mà làm người ta hết hồn, mà làm người ta nghĩ bậy bạ không à? Quý à, nếu chúng ta dừng dự án ngay lúc này thì thiệt hại sẽ lên đến con số hàng trăm tỷ. Vì phải đền hợp đồng, chuyển giao công nghệ và mất tiền cọc khu đất. Nếu như không dừng lại á thì con số càng không kiểm soát được. Mất đi số tiền này, công ty sẽ gặp phải rắc rối, không phải về mặt tài chính mà một số dự án đang dang dở có thể sẽ phải dừng lại. Vậy có nghĩa là thiệt hại chồng thiệt hại rồi. Vào đi. Dạ. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Tụi nó đâu? Dạ, hai vợ chồng nó vừa mới ra ngoài anh. Vậy còn bé Đan? Dạ, bé Đan nó đã ngồi chờ, nhất quyết phải có ông nội mới chịu ăn cơm anh. À đó, chắc chắn phải có mục đích gì chứ. Nếu anh muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi cô Hồng. Tôi chỉ là thiên lôi thôi, không biết gì đâu. Có vẻ như cuốn sổ đó là có thật.
Tôi không hiểu. Vậy bây giờ chúng ta đánh cược nha, coi ai sẽ tìm được cuốn sổ đó trước. Rất tiếc là tôi không phù hợp với những trò cá cược, và tôi cũng không bao giờ cá cược những gì mà tôi không biết. Cơm đâu, sao mì không vậy? Thì người ta nói là mời cơm thì là mời cái món mà nó ngon nhất. Món này là tôi có thể nấu ngon nhất. Ăn thử đi. Còn Liên nó nhờ cái món này mà nó lớn lên. Ăn thử ha. Sao? Ngon không? Con Liên nó biết nấu cơm sớm lắm đúng không? Sao mà biết hay vậy? 10 tuổi là nó biết nấu ăn rồi. Nó phải biết nấu ăn sớm chứ. Tại vì ông chú của nó nấu mì dở quá, mặn chát ha. Người ta là con trai nheo nhẽo, tự nhiên kia phải làm cha rồi kim luôn làm mẹ. Làm được nhiêu đó là giỏi lắm rồi đó. Sao không kiếm người phụ? Ai lại không biết vậy? Có điều người yêu tôi thì nhiều, nhưng mà người chịu thương con Liên thì không có ai hết. Thì ra đó là lý do mà ông sống tới giờ này là vì con Liên đó hả? Thì vậy đó. Chứ xin lỗi, không lẽ cái mặt tôi ế lắm mà. Nhưng mà tôi thấy là cái mặt ông ế nhiều hơn á. Ông làm gì vậy? Ê, ông làm gì vậy? Mày nấu dở lắm, ăn mất công đau bụng. Trời ơi, cha quỷ già này. Trời ơi, tôi đang đói bụng đó nghe. Trời ơi, mời người ta ăn mà không có gì ăn hết trơn gì nè. Trời ơi, ông già này, ông chồng của tôi ghét ông không vậy trời. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Sau này mẹ dành thời gian cho con nhiều hơn nữa. Hai mẹ con mình đi chơi với nhau nhiều thiệt nhiều luôn nha. Rồi, bỏ đồ chơi xuống ăn nè. Con thương ba, con nhớ ba lắm. Con thương ba lắm hả? Dạ. Con thương ba, con để trong bụng. Sao thương ba để trong bụng? Tại ba cho con ăn kem. Alo. Anh đợi em ở ngoài cổng. Anh ký chưa? Con thương ba, con để trong bụng. Sao thương ba để trong bụng? Tại ba cho con ăn kem. Alo. Anh đợi em ở ngoài cổng. Anh ký chưa? Anh đã ký rồi. Tôi ra liền. Dì Hai ơi. Dạ. Cô với bé uống sữa. Dì Hai cho bé đang ăn giùm con nha. Con ra ngoài chút xíu. Dạ. Mẹ đi công chuyện chút nha. Con ở nhà ngoan nghe không? Dạ. Giỏi quá. Ê, cô sao vậy? Nè cô có sao không? Không không, tôi không sao đâu. Trời ơi, tôi thấy mặt cô xanh lè đó. Tôi không sao đâu. Nè, bà cho con uống sữa nha. Dạ. Giỏi quá. Em có sao không? Tôi không sao. Nhìn em không được khỏe lắm. Tôi không... Không.
Không ạ. Họ có tới không vậy? Họ sẽ tới. Chắc là bị kẹt xe thôi. Để tôi gọi cho họ. Sao hả? Anh ráng đợi một chút rồi đi. Chắc chắn họ sẽ tới mà. Alo. Dạ. Anh Trung có ở nhà không ạ? À, Khải phải không? Dạ, là con. Dạ, cô làm ơn cho con gặp anh Trung đi. Đang có chuyện rất gấp à. Thằng Trung á. À, để con nói cho. À, anh Trung nhờ tôi chuyển lời. Anh ấy không đến được đâu. Đừng có chờ nữa. Con, sao con lại nói như vậy? Con có lý do của con mà. Em cứ để cho cô ấy nằm nghỉ ngơi trên giường đi. Không được cho cô ấy bước xuống giường. Nếu có bất cứ chuyện gì bất ổn thì lập tức gọi xe cấp cứu và gọi điện cho chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chú cũng về đi con. Dạ, dạ, xin chào. Chào chị. Dạ. Phú, con thay anh con tiễn bác sĩ Sơn với bác sĩ Hà về đi con. Dạ. Hồng sao vậy con? Dạ, Hồng không có gì. Chỉ là Hồng đã có thai 2 tháng. Đây là chuyện vui. Mà sao nhìn con, không phải sức khỏe Hồng có gì nghiêm trọng chứ con? Dạ không có gì. Con có chuyện phải đi ra ngoài một lát. Con nhờ dì chăm sóc cho Hồng giùm con nha. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho bác sĩ Hà. Nhưng mà có chuyện gì gấp vậy con? Cũng không có gì. À, nếu Hồng có hỏi thì dì nói con đi ra ngoài mua thuốc cho cổ. Cô xin phép. Cô, bé đang đâu rồi dì? À, bà đang dỗ cho bé ngủ. Cô ăn cháo đi. Cháo này bà nấu á. Anh Trung đã đi rồi. Tôi mệt lắm. Đi ra ngoài đi. Tưởng em đã hiểu chuyện nào quan trọng nhất trong lúc này chứ. Tôi tự biết tính toán. Không cần anh phải quan tâm. Tự tính toán? Vậy đứa con trong bụng em cũng nằm trong sự tính toán của em hả? Nó là con của ai vậy? Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Đi. Không. 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 Tôi gọi cho anh hoài mà không được. Còn tôi, tôi gọi cho anh cả ngày. Xin lỗi nha. Chuyện của Hương ngày mai sẽ giải quyết xong. Tại sao? Tại vì Hương bị ngất xỉu. Hương cũng bị ngất xỉu. Hả? Hương có sao không? Em bé trong bụng không giữ được. Hả? Anh là một thằng ngu. Một thằng ngu nhất trên đời. Anh đã tiếp tay cho người ta giết chết con của mình. Là con ruột của anh đó. Nhất định không để cho Hồng sống yên đâu. Tôi sẽ bắt cô ta trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra. Nếu anh còn binh vực của ta, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Đã khám kỹ chưa? Chính bác sĩ Hà đã đến khám cho Thu Hồng anh. Anh sao vậy? Em nói coi, xem đây có phải là chuyện vui không? Dạ, tất nhiên là chuyện vui rồi anh. Có thêm con thêm cháu thì đúng là chuyện vui. Nhưng đó là chuyện của nhà nào, chứ không phải là chuyện của nhà này. Sao anh lại nói như vậy? Em kêu thằng Trung vào gặp anh. Dạ, Trung nó ra ngoài từ sáng tới giờ chưa có về anh. Con Hồng bị như vậy mà nó bỏ ra ngoài sao? Dạ, hình như là có chuyện gì đó rất là gấp anh. Chị Hà dặn em phải nằm yên trên giường. Tôi không sao. Em đừng có xem thường. Sức khỏe hiện tại của em bây giờ là rất yếu. Nếu như quan tâm tới tôi thì anh đã không đi từ hôm qua cho tới bây giờ. Em... Đứa con này anh có muốn giữ không? Nếu như anh không muốn giữ thì... Con của Hương đã mất rồi. Đừng có bắt anh phải chịu thêm nỗi đau hại chết con mình nữa. Bây giờ anh muốn gì? Em ký đi, để anh gửi qua cơ quan công an. Em hứa với anh sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì đâu. Em sẽ sớm quay về. Anh Khải, chị Hai sao rồi anh? Em phải ngồi xuống trước đi đã. Mặt mày xanh lè, về đây chi vậy? Anh bắt em giúp ảnh trốn viện rồi dẫn ảnh qua đây vậy đó. Em không sao đâu. Mà chị Hai sao rồi anh? Hiện tại bây giờ thì Thu Hồng đã rút đơn kiện lại rồi, cho nên vụ này coi như kết thúc. Còn chị Hai của em đã đi du lịch, chắc sẽ sớm về thôi. Chị Hai đi một mình hả? Ừ. Em yên tâm đi, chị Hai không sao đâu. Chúng ta không được tha cho con người đó. Cô ta nhất định phải trả giá. Hình như máy lạnh có vấn đề, anh kiểm tra kỹ lại ha. Với lại kiểm tra luôn cái đèn trần trước đi nha. Dạ. Cái thằng này mới vừa khỏe lại được một chút đã đi lung tung rồi. Vì em lo cho anh Hai mà. Anh có gì đâu mà phải lo. Anh Hai, sao đến giờ này anh vẫn để người đàn bà đó bên cạnh mình vậy? Không lẽ cô ta đối với anh quan trọng hơn tất cả mọi đạo lý,
Mọi người thân bên cạnh anh sao? Là anh vẫn còn nợ Hồng. Nó không phải lý do anh hai à? Cô ta đã hại hết người này tới người khác. Cô ta mất hết nhân tính rồi, anh có hiểu không anh hai? Nếu có được những thứ cô ta cần, Hồng sẽ dừng tay lại. Thứ cô ta cần? Hồng đang dần dần lấy lại những gì mình đã mất. Chỉ còn một thứ nữa thôi, đó là Trường Thịnh. Vậy cùng ba. Vậy cùng ba thì sao anh hai? Ba sẽ không để yên cho Thu Hồng, muốn làm gì thì làm đâu. Và em tin chắc, kẻ thù lớn nhất mà Thu Hồng muốn nhắm đến là ba đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho Thu Hồng hãm hại ba đâu. Cô ta chưa rút đơn thư kiện chị hai. Có phải anh đã đồng ý điều kiện gì với cô ta đúng không anh hai? Anh hai, anh có thể để cho em chia sẻ với anh được không? Sắp tới sẽ có rất là nhiều việc cần tới em, còn bây giờ cứ để anh lo. Anh hai, nghe lời anh đi, anh biết tính toán mà. Anh không tin là em làm được việc gì hả? Cái thằng này muốn phụ anh chứ gì? Dạ. Được rồi, anh có việc này giao cho em đi. Đừng giao đại việc gì cho em làm nữa nha. Hãy giúp anh chăm sóc cho chị hai. Việc này anh không cần phải giao, thì em sẽ dẫn làm. Các em muốn là... Thôi được rồi, mọi chuyện sắp kết thúc, em đừng có lo lắng nữa. À, còn vụ án của em, anh cũng sẽ lo. Em sẽ không sao đâu. Em có sao hay không không quan trọng. Quan trọng là đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Vào đi. Dạ thưa chú, buổi chạy thử xe ý đã xảy ra chuyện rồi chú. Bị sao? Dạ trong lúc người ta đang thử xe, xe tự nhiên bị mất điều khiển đâm vô hàng rào, làm cho một tài xế và một nhân viên đứng gần đó bị thương nặng. Phú đâu? Dạ đang xử lý ở dưới hiện trường. Cô xuống ngay với Phú đi, rồi thông tin chi tiết về đây cho tôi. Dạ. Cậu Khải, cậu Khải. Hương gì đã hỏi gì? Không có. Tôi dọn dẹp phòng khách rồi, cậu vô đó mà nằm đi, chứ nằm ngủ ở ghế sofa này đau lưng chết. Dạ không sao đâu, con ngủ ở đây được mà gì. À, cậu có muốn ăn gì không? Để tôi đi nấu cho cậu ăn nha. Dạ được rồi. Cũng trễ rồi, về đi ngủ sớm đi. Nếu vậy có gì thì cậu kêu tôi nha. Dạ, con biết rồi. Dạ. Hương à, em đang ở đâu vậy? Làm sao mà anh có thể nằm như vậy hoài chứ? Còn rất nhiều chuyện đang chờ anh mà. Anh hứa với em nhiều thứ mà sao anh không tỉnh lại vậy? Phải làm sao thì anh mới tỉnh lại đây? Anh nói cho em biết đi. Phải làm sao thì anh mới tỉnh lại đây? Có phải anh muốn gì em cũng sẽ làm đúng không? Anh dậy rồi hả? Đồ đáng ghét, tại sao lại ngủ lâu như vậy chứ? Anh có biết là em đợi em bao nhiêu lâu rồi không? Anh có biết là anh làm như vậy, mỗi lần anh làm như vậy là em sợ lắm, anh có biết không hả? Đừng khóc. Anh dậy rồi mà. Anh dậy rồi. Thank you.
Anh mới xuất viện thôi, phải giữ sức khỏe chứ, đâu có thức khuya được đâu. Anh ngồi thêm một lát rồi sẽ đi ngủ liền. Em cứ đi vô ngủ trước đi. Bộ có chuyện gì phải không? Anh Khải nói là vụ án của anh đã có lịch xét xử vào tháng sau. Anh lo là không thể chứng minh là anh Phú đã hãm hại anh sao? Anh đã chuẩn bị trước tâm lý là không thể lật tẩy thằng Phú. Nhưng mà anh không cam tâm ngồi tù trong lúc này. Anh muốn được ở bên ngoài để giúp đỡ cho anh hai, chị hai. Và anh càng không đành lòng để em phải mòn mỏi chờ anh. Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta nhất định sẽ có cách để lật tẩy tên đó. Anh hãy hứa với em một chuyện được không? Em nói đi. Đừng bao giờ làm chuyện gì dại dột để đối đầu với kẻ đó cả. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ không gây thêm chuyện để mọi người phải lo lắng cho anh đâu. Làm ăn cái gì mà đúng đâu là sai đó, đúng đâu là bể đó, như vậy mà gọi là làm ăn sao? Là phá hoại, là đốt tiền đó, anh biết không? Kinh doanh như vậy thì đóng cửa đi cho rồi. Anh Trường à, bây giờ anh tính sao? Chuyện gì thì cũng có cách của nó. Tôi chỉ cầu mọi người đừng có thừa nước đục thả câu. Tôi nhất định sẽ đưa Trường Thịnh vượt qua khó khăn này. Thừa nước đục thả câu, anh nói như vậy là ý gì? Tôi biết có một công ty Thái Lan đang muốn thâu tóm Trường Thịnh, và tôi dám chắc là họ đang tiếp cận các anh. Anh đã kinh doanh không tốt thì để cho người khác làm tốt hơn thay thế anh, đó là chuyện bình thường mà. Trường Thịnh là tâm huyết cả đời của tôi, tôi sẽ không để ai chiếm đoạt cả. Thời thế đã đổi thay rồi, có những thứ lực bất tòng tâm, anh có hiểu không? Những gì tôi muốn chưa bao giờ tôi không làm được. Trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Chúng tôi nói nhiều với anh cũng vì tình nghĩa với anh mà thôi. Tôi không cần ai tình nghĩa với tôi. Trên bàn kinh doanh cứ lấy tiền ra làm việc. Bên phía Thái Lan trả các anh bao nhiêu, tôi sẽ trả hơn số đó 20%. Anh đủ sức sao? Anh cứ ra giá đi. Cuộc gặp với Đình Huy hãy quỷ đi. Tại sao à? Chuyện này để người lớn nói chuyện với người lớn sẽ tốt hơn. À, vậy là ý cô Dượng muốn gặp trực tiếp mẹ của anh Huy à? Dượng ơi, có chuyện gì cậu nói đi. Con thấy Dượng muốn mua hết tất cả cổ phần của các cổ đông, cái phương án đó là quá mạo hiểm à. Dượng biết chứ, kinh doanh mà không mạo hiểm thì làm sao gọi là kinh doanh. Nhưng mà mua hết tất cả cổ phần của các cổ đông với giá chênh lệch 20% thì phải cần số tiền rất lớn à. Cho dù bên ngân hàng có ủng hộ chúng ta thì cũng không đủ tiền à. Một ngân hàng không đủ thì nhiều ngân hàng. Chúng ta không còn đường lui. Để giữ được Trường Thịnh, bất cứ cách nào Dượng cũng sẽ thử. Dạ, con hiểu rồi ạ. Sự cố ở buổi chạy thử xe Ý đã điều tra ra trách nhiệm thuộc về ai chưa? Dạ, đó là sơ suất bên bộ phận của chú Văn ạ. Đúng là cái thứ ăn hại. Dạ, chú Văn cũng thấy trách nhiệm của mình là rất lớn nên đã xin tự chịu trách nhiệm tất cả mọi kỷ luật từ phía công ty ạ. Kỷ luật mà đủ à? Anh không biết lão ta đã muốn giở trò gì đây. Giở trò gì cũng được, đây là bước đường cùng của lão rồi. À phải rồi, lão ta nói sẽ thưa chú Văn ngồi tù vì cái tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chú Văn sẽ không xong đâu.
Em nghĩ lão ta sẽ không có đủ thời gian để làm chuyện đó đâu. Em có dự tính gì chưa? Anh định nói gì nữa đây? Giữa em và anh Trung còn có bé Đan và em của bé Đan nữa. Vậy là mọi người có thể là gia đình sau tất cả những chuyện mà em đã làm hay không? Dạ, mời cậu uống nước. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Hương chưa về hả dì? Chưa. Dạ, dì cứ làm công việc của dì đi, con tự tiếp đãi mình được rồi. Dạ. Sao lại thở dài vậy anh? Em nghe nói á là có người qua nhà em mượn ghế sofa để ngủ, cho nên em bí mật theo dõi coi sao. Không ngờ đó là sự thật. Ai biểu người ta đi mà không tin tức gì? Cho nên là anh phải qua đây để chờ tin tức thôi. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em. Chúng ta là bạn tốt mà. Anh quan tâm em là lẽ phải thôi. Thôi, không có gì để đãi anh hết. Mời anh á, ăn món em nấu nè. Anh ăn đi. Cảm ơn em. Sao anh nhìn em dữ vậy? Anh rất vui khi em trở về. Nhưng thấy em thay đổi vẻ ngoài như vậy, anh cảm thấy lo lo. Sao vậy? Bộ nhìn em xấu lắm hả? Không, nhìn em sắc sảo hơn rất nhiều. Như vậy là không tốt hay sao? Người ta nói tâm sinh tướng. Anh không lo em về ngoại hình, anh chỉ lo những gì em đang nghĩ thôi. Vậy anh có ủng hộ em trong mọi chuyện em làm không? Rất tiếc, anh không thể nói không. Như vậy á là hết vấn đề rồi. Thôi, ăn cơm đi anh. Rồi bây giờ nghỉ đi, rồi kéo nhau về nhà tao mua bay một con khô với vài xị đế, rồi cái chú cháu mình vui. Chú muốn sao cũng được hết trơn, nay là sinh nhật của chú mà. Miễn sao chú bao tụi con là được. Không cần khô khiết gì đâu chú ơi. Gần nhà chú có con tiệm bán hủ tiếu gõ, con ủng hộ tô xíu quách luôn. Rồi nhớ nghe. Dạ. Con ủng hộ một nồi lẩu. Cháu rể của chú tới chúc mừng sinh nhật của chú kìa. Nè, anh em với nhau đừng có ghẹo nhau như vậy chứ. Chọc ghẹo gì chọc, mừng cho em thôi. Ừ. Thôi thôi, bây giờ muốn nhậu á thì làm ơn dọn dẹp cho nhanh, thay đồ rồi về, hả chưa? Đứng đây mà càm ràm cái miệng hai thằng bay chắc tới sáng. Dạ, được rồi, thôi mình đi đi, chút nữa còn thiếu gì thời gian mà chọc, ha. Thôi đi lẹ đi mấy cha. Trời ơi. Em là em không có sợ đâu đó, chỉ sợ anh thôi. Sợ gì? Một lát nữa anh sợ mọi người, phải sợ anh thì có. Thôi, anh đi rửa tay cái nha, ở đây chờ anh chút nha. Sao tình cờ vậy? Em tới đây gặp chú hả? Chỉ có một cách có thể giúp trọng, đó là tìm được chứng cứ tố cáo Hoàng Phú. Nhưng tiếc là chuyện này gần như không thể. Liên. Dạ. Em sao vậy? Em thấy rối quá. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Dạ. Dạ rồi rồi rồi, con sẽ về liền. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? À, nhà anh bị bể ống nước, chạy xuống nhà dưới. À Liên à, chắc anh phải đưa em về trước. Rồi anh về nhà anh sửa ống nước xong rồi điện cho em nha. Dạ. Vậy thôi em về nhà anh chung với anh luôn, chứ để mắt con anh chạy tới chạy lui nữa. Nếu như vậy thì chờ lâu lắm đó. Dạ không sao đâu, với lại em đang cũng chưa có muốn về nhà. Vậy cũng được. Anh ơi, cho về đường Nguyễn Thiện Thuật ạ. À.
Đi đâu rồi ta? Đi đâu mất tiêu rồi trời? Thôi đi về. Chú đã xong rồi chú à? Chú có thấy Liên đâu không chú? Liên hả? Dạ. Hồi nãy đứng đây với mày mà. Dạ, con vô trong lửa tay, con ra thấy Liên mất tiêu rồi. Cái gì kỳ vậy? Ờ thôi bây giờ mình ra mình hỏi bảo vệ coi Liên đi ra hồi nào và hướng nào chú. Dạ. Đi. Ủa? Em đi đâu vậy? Em thấy anh sửa lâu quá nên đi mua đồ ăn. Ống nước sửa được chưa anh? À, sửa xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần đợi 30 phút nữa thôi cho keo khô rồi mình đi ha. Em mua đồ ăn rồi. Mình ở nhà ăn luôn nha. Em nghĩ là phải đợi lâu lâu một chút cho chắc ăn, chứ để mất công chút nữa có chuyện gì nữa. Cũng được. Anh lấy chén đũa giùm em nha. Rồi. Chết rồi. Anh quên lấy chai tương ớt rồi. Em vô lấy giùm anh nha. Ngay chỗ bếp á. Dạ. Đưa anh. Cảm ơn em. Chà, toàn là món ngon không à. Có phải là đúng mấy món anh thích không? Gì vậy anh? Anh cứ tưởng là em sẽ ghét anh lắm chứ. Sao em lại ghét anh chứ? Trọng đang ở bên chỗ em mà. Nó không nói gì với em sao? Thật ra là anh có nói với em. Nhưng mà chính vì như vậy cho nên em cảm thấy rất là buồn. Em tin á là anh không bao giờ có ý định hại ảnh. Không ngờ anh đã nói đúng về anh Trọng. Đã là bản chất thì có thể che giấu người khác, chứ con người thì không bao giờ có thể thay đổi được. Anh đã làm lỗi, nhưng thay vì nhận lỗi lại đi đổ lỗi cho người khác. Em đừng có buồn nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Anh hãy nói cho em biết, em phải làm sao bây giờ? Chia tay đi. Nếu mà càng dây dưa thì người đau khổ nhất chính là em. Liên à, em đừng như vậy mà. Cho em say một bữa đi. Em muốn ngủ một giấc thật lâu để không phải lo nghĩ cái gì nữa hết. Em đã quá ngu ngốc khi đặt tình yêu của mình vào một người như anh ta. Ok. Sao em không uống? Uống hết đi. Liên ơi,
Anh Phú. Anh Phú. Em tìm cái gì vậy? Muốn tìm chứng cứ để giúp thằng Trọng à? Sao anh? Anh đối xử với em và chú hết lòng. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Bởi vì anh đã thay đổi. Anh không còn là anh Phú của ngày xưa nữa. Em đừng có ngụy biện. Em muốn giúp cho thằng con Quang đó sao? Đừng có mà hòng. Em tin trên đời này có công lý và anh sẽ phải trả giá vì những gì anh đã làm. Thằng đó đáng đem làm mọi chuyện như vậy sao? Hả? Chết rồi. Anh quên lấy chai tương ớt rồi. Em vô lấy giùm anh nha. Ngay chỗ bếp á. Dạ. Anh đã được tội. Cái này là do em tự chuốc lấy. Anh là kẻ không ra gì. Rồi anh sẽ không làm việc gì đâu. Trời ơi. Ba. Mày suốt ngày cứ học. Con mẹ mày hồi sống với tao cũng không có ra gì rồi. Bây giờ đẻ mày ra cũng có ra gì đâu. Mày biết chưa? Học với hành. Mày nhìn với tao à? Mày còn nhìn tao hả? Mày đi theo mẹ mày đi. Không ai, không ai được coi thường tôi. Không ai được coi thường tôi. Anh làm cái gì vậy? Mở tôi ra, mở tôi ra. Nè Trọng à, con Liên nó không có sao đâu, con đừng có lo lắng gì hết. Phải đó anh Trọng, chị Liên đi với anh Phú, không có chuyện gì đâu. Anh đừng có nói với em á là anh đang ghen đó nha. Ghen cái gì mà ghen? Ghen cái gì đâu mà ghen? Con Liên nó... Dạ, mọi người không hiểu đâu. Không phải là con ghen, mà tự nhiên con thấy nóng ruột quá. Con thật sự rất lo lắng cho Liên. Cái này người ta gọi là thương quá, quá lo.
Chú bảo đảm với con á là Liên hả? Sao? Anh Trọng à? Nè, anh Trọng, cái chuyện gì vậy? Gì vậy anh Trọng? Liên à? Liên. Ủa chú, sao nhà cửa mở tan quát vậy? Liên. Liên à? Chú ơi, trời ơi, chú cho tôi con vô đi chú mà chú ơi. Đừng có chú. Cho tôi vô đi mà chú. Cô anh ở đây rồi, không sao đâu. Không ai làm gì được em đâu. Liên à, không sao đâu em. Trung. À dạ, con chào dì. Dì thấy con mệt lắm đó. Dạ con không sao đâu dì. Con đâu phải cần tránh mặt mọi người, rồi con đi suốt ngày suốt đêm như vậy. Con không nghĩ cho bản thân con thì con phải nghĩ tới bé Đan chứ. Nó cũng nhớ ba nó lắm. Dạ con biết rồi, con sẽ sắp xếp lại mà. Ừ. Con ăn gì chưa? Hay là dì đi làm cái gì cho con ăn nha. Dạ thưa bà, có mấy anh này tới kiếm cậu Phú á. Ừ. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy hả? Anh là Hoàng Phú. Dạ đúng, có chuyện gì không anh? Có một vụ án cưỡng bức xảy ra đêm qua, muốn anh cung cấp thông tin cho chúng tôi. Em nghe được tin á, bên Trần Thịnh đang liên hệ với rất nhiều ngân hàng để xin vay vốn. Họ có dự án gì mà huy động nhiều vốn dữ vậy? Em nghe nói là để mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông. Mua lại toàn bộ cổ phần? Ừ. Nghe không hợp lý chút nào đúng không anh? Chú muốn làm gì vậy chứ? Câu hỏi của em thì lại khác. Liệu cô ta có dính dáng gì đến toàn bộ chuyện này hay không? Anh sẽ điều tra việc này. Em cần biết kết quả càng sớm càng tốt nha anh. Em có thể cho anh biết kế hoạch sắp tới của em là gì được không? Anh Khải à, anh yên tâm đi, em sẽ không làm những chuyện hại người tán tận lương tâm như cô ta đâu. Nhưng mà kể từ bây giờ á, em nhất định sẽ không để bất kỳ một âm mưu nào của cô ta thành công đâu. Có những chuyện một khi đã dấn thân vào rồi, khó có thể kiểm soát được bản thân mình lắm đó. Em không sợ đâu, bởi vì đã có anh ở bên cạnh em che chở cho em rồi mà. Bộ có người chịu nghe nói sao? Em anh nghe nè Rồng. Vậy hả? Em bình tĩnh đi. Được rồi, anh sẽ tới liền. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Liên gặp chuyện rồi.
Em đã thức ở bệnh viện cả đêm rồi. Vô nghỉ ngơi chút đi. Em không sao đâu. Để anh coi Trần Liên cho. Trọng à, Liên sao rồi em? Bác sĩ nói các vết thương ngoài da không có gì là nghiêm trọng hết, nhưng cô ấy đã bị cú sốc tâm lý rất lớn, phải mất rất nhiều thời gian để mà hồi phục. Anh vừa ở chỗ công an về. Nó sẽ phải đền tội đúng không anh? Như vậy là sao? Có vấn đề gì hả? Phú nói là do Liên chủ động, chứ nó không hề hãm hại Liên. Nó lão Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Bên công an họ xác minh thuốc mê ở trong bia là do Liên mua, và tài xế taxi đã chở hai người cũng đã khẳng định Phú muốn đưa Liên về nhà, nhưng Liên nhất định không chịu mà đòi lên nhà với Phú. Bây giờ mọi nhân chứng vật chứng đang đứng về phía của Phú. Như vậy là không có cách nào buộc tôi được nó hả? Sẽ rất khó. Trọng à, em đừng có suy nghĩ quá rồi lại làm bậy nữa. Em không muốn ngồi tù, anh chị giúp em đi. Còn không, em ngồi tù thì nó cũng phải ngồi tù chung với em. Trọng à, em bình tĩnh đi. Bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn, bởi vì lời khai của em về Phú sẽ bị quy chụp là vu oan cho Phú để trả thù chuyện của Liên. Nghĩa là để cho nó ung dung nhẫn nhơ gì hả? Nhất định phải có cách gì chứ. Phải có chứ anh, phải có cách gì đó chứ. Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Phú không phải là loại người dễ đối phó đâu. Bây giờ em càng nóng giận thì chỉ càng mắc sai phạm, sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Trọng à, anh Trung nói đúng đó. Em phải nhớ, em không được xảy ra chuyện gì. Nếu không á, thì Liên nó sẽ càng đau khổ đó. Bình tĩnh lại đi. Trọng à, chắc chắn á, là mọi người sẽ tìm cách giúp em. Quan trọng là em phải giữ mình, và nhất định là không được bỏ cuộc nha em. Không, 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 không. Liên, Bảo, ông sao vậy? Tôi vô dụng quá, tôi không bảo vệ được cho cháu của mình. Tôi là thằng chú vô dụng. Ông đừng có nói như vậy, cái này là tai nạn mà, đâu có ai muốn như vậy đâu. Tôi không có làm gì được cho cháu tôi hết. Tôi là cái thằng chú bỏ đi. Ngồi xích vô, ngồi kế bên coi. Trời ơi, bây giờ mà ông ngồi đây ông khóc lóc, ông buồn cũng đâu có giải quyết chuyện gì đâu. Tôi là người ngoài mà tôi còn buồn nổ ruột đây nè. Thằng Trọng thì cái mặt chù ủ, còn ông thì cái mặt như đưa đám. Làm sao con Liên nó lấy lại tinh thần? Bà nói cũng phải à. Phải thì đứng dậy đi với tôi. Đi đâu? Đi kiếm mua cái gì nấu cho nó ăn để nó lấy lại tinh thần. Ờ, phải hả? Phải, đi theo tôi. Ê, ê, đợi tôi với. Lẹ lên.